Dạ, rồi em xin kính chào tất cả cô chú anh chị em yêu Hoa Lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là kênh ngày 28 tháng 12 năm 2020. Thì kênh Lan Rừng Phú Thái của em có về một ít mặt hàng của rừng Bình Thuận lên cả nhà nha. Rồi thì hôm nay là phiên tối ngày 28 nha cả nhà, ngày 28 tháng 12. Giờ đi nhanh tình hình cho cả nhà mình sưu tầm này. Đầu tiên có một ký sóc này, sóc tím Bình Thuận này. 130k trên cho một bao chip nha. Gốc cây to để đẹp không nha nha. Chết. Cây rất là bự nha cả nhà nha. Đó, những cây to lắm. Đó, em bán solo luôn. Không em không có lựa đơn cây to như cây nhỏ đi, em bán toàn cây to không nha. Rồi 130k chỉ có 130k cho anh sóc. Có một này bao chip luôn nha. Qua anh thứ hai. Anh thứ hai em để 160k cho 4 khúc khay giống như bán cây rất là to nha. Cây này là nó hơi bị dập cái lá dưới nha, và cây vẫn ngọn vẫn còn tốt nha. Đó, cây rất là to, cây thủng luôn nha. Đó, rất đẹp, cây này cũng còn đẹp lắm. Đó, cá xếp rồi, cá xếp hơi dài rồi, một khúc nha, đây khúc nó là hai khúc nè. Đó, hai khúc nè, cái khúc này có lá này bị tiếc nha, cây rất là to nha các nhà. Hai khúc, ba khúc nè, khúc xếp này, bốn khúc cây này rất đẹp này, đó, bốn khúc này 160 nha cả nhà nha, cây rất là to nha, ngoài cái nhỏ nha cả nhà, còn số hai 160 nha, còn số 3 thì em có một cái bảy cuối tháng 4 này, hay gọi là tam bao sắc đấy cả nhà này, hoa vàng rất là đẹp nha, đó một cái bảy này để giá 200k ba ship này, như một đống luôn nha, cái bảy nha, đó là hình số 3. Quan số 4. Còn số 4 mình có 11 12 gì cây hai yến xếp này, để 100k ba ship này. Đó, hai yến nha cả nhà. Chung có một cây to cây nhỏ có nha, mười mấy cả nhà. Em để giá chỉ 100k thôi. Hàng một toàn bộ đã xếp nha, tiếp tục đi nha. Rồi 100k ba ship nha. Qua hình 15, nha bên số 5. Hình số 5 thì em để 180k bao ship ở khúc kiếm nguyên bản này nha, kiếm lộ hộ nha cả nhà nha. Kiếm khúc kiếm nguyên bản rất là đẹp. Bám tròn hết cái cây hết rồi. Đó. Rất đẹp. Như 180k. Bám cứng vô cây. Bám vô khúc đủ luôn. Rồi, đó là hình số 5. 180k bao ship. Còn hình số 6 thì em có 100k bao ship này. Còn 1 về này. 2 về, 3 về. Đó, kiếm lô hội cho mình thuận cả nhà nha. 100k bao ship. Quên số 7. Cái đơn này 130 ship một về to nha. Rồi rất khủng nha cả nhà nha. Giờ này chắc kêu về kiếm rất là đẹp. Chiều dài của kiếm này tầm cỡ 50 cm nha cả nhà nha. Ui một bụi đó. Rồi, hình số 7 130k. Có hình số 8 thì có. Có 100k bao ship luôn. Cho hai bụi kiếm luôn, về kiếm luôn rồi. Kiếm siêu lùng nha. Đây, đang về nó 2 về. Rồi. 2 về này cái trời trái này, cái trái nó tròn do luôn cả nhà này. Trái rất là tròn nha. Rồi 2 về kiếm này chỉ 100k ta hình số 8, bao chip luôn nha. Rồi hình số 9 cũng 100k. Hình này thì có một về thôi nha cả nhà nha. Về kiếm này. Rất là đẹp. Rồi ho nó vừa rồi mà cho qua trời luôn. Rồi, hình số 9 cũng 100k trong về kiếm đó. Còn số 10 11 thì em còn hai hình hoàng lạp này, em đi giá 120k trong một hình này, bao ship kiếm một đống nha cả nhà nha, hoàng lạp nha, đóng rất nhiều nha, đóng là cả ký rồi cả nhà. Từ qua hình 11 cũng vậy, 120k kiếm một đống hoàng lạp này. Rồi đó là 11 nha. Qua hình 12 em có kiều mỡ gà này cả nhà này. Kiều rất đẹp nha, kiều toàn bộ là phân tơ nhiều nha. Rồi hình 12 thì một đống này gồm có để 150k nha, 1 về 2 về 3 về 4 về 5 về 6 về nha cả nhà nha, cá bay về đó, kiều một đống đó, còn cá tí kiều luôn cả nhà nha. Rồi qua hình 13 cũng vậy nha, cũng kiều mở gà nha, lá bóng mượt luôn cả nhà, kiều một đống đó, chỉ 150k, 3 ship, đó là hình 13. Hình 14 đây kiều lùng nha, cũng kiều mở ra mà kiều lùng.
thì cũng 150k, bao ship chi một đống này quá trời luôn nha, về tha hồ mà biết nha. Đó. Rồi, đó là hình 14. Rồi, qua hình 15, 16, 17 là có 3, còn được 3 đơn 7 đồng. Thì đồng rất đẹp luôn nha, bạn lá xanh còn to nha. Củ rất là to như cái nhà nha. Rồi, cứ một đơn như này thì em để 120k bao ship. Hình 15. Hình 16 cũng vậy, cũng 7 đồng nha. Cũng 120k bao ship. Rồi qua hình 17. Hình 17 cũng 120k. Bao ship, đây con dê bự này. Rồi, thêm hai dê nhỏ nè. Đây đó. 120k cho 17. Rồi, qua hình 18. Hình 18 thì có cái tổ rồng khủng long này cả nhà này. Khủng khiếp luôn. Cái tổ rồng mình nó dài chắc được gần 2 mét. Nó nặng cực kỳ luôn. Mấy anh đi rừng mà lấy dê mà cũng đuối luôn. Em quay mà không hết được. Đây, tổ rồng. Cái râu nó này. Nó dài xuống chấm dưới đất luôn. À, em cao rồi. Mét 7 mà cái tổ rồng nó còn dài hơn em luôn. Chắc cái lỗ dòng nằm có gần 2 mét. To khủng khiếp luôn anh. To rất kinh khủng luôn. Cái nhà mình mua về cứ vậy cứ ấp đây, treo cho nó làm thông nha, rất là đẹp nha. Ngoài xa là mới thấy hết được. Vừa một cái tổ rồng đó. Tổ rồng này nằm cũng gần cả 10 kg đó, nặng lắm. Quá đẹp luôn, tổ rồng quá đẹp luôn. Rồi, cái hình 18 này, tổ rồng này anh chỉ để giá 300k, em bao ship luôn. Mà tiền ship chắc hết 100k rồi cả nhà. Còn lại cái tổ rồng này còn có 200k. Rồi, cái hình 18 này bán 300k cho cái tổ rồng nha cả nhà nha, em bao ship luôn. Rồi, thì hôm nay em có 18 hình như vậy. Thì cô chú anh chị mình có sưu tầm được hình nào thì liên hệ với em nha. Số điện thoại em có đến như tiêu đề. Rồi, thì em chúc cho gia đình mình có một buổi chiều thật ấm áp bên gia đình nha. Cả nhà mình nhớ coi kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Em cảm ơn mọi người ạ. Xin chào ạ.